Vâng, xin chào các bạn. Tiếp tục loạt video chia sẻ về bệnh lý sỏi đường tiết niệu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các triệu chứng của sỏi đường tiết niệu. Như chúng ta đã biết thì sỏi đường tiết niệu là bệnh lý rất là phổ biến ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Ở Việt Nam thì theo nhiều nghiên cứu thì tỷ lệ sỏi đường tiết niệu chiếm khoảng 4 đến 12% dân số. Và phần lớn các bệnh nhân sỏi tiết niệu đến bệnh viện khám vì triệu chứng đau vùng thắt lưng. Các triệu chứng có thể thay đổi từ đau dữ dội đến không đau tùy thuộc vào đặc điểm của viên sỏi, chẳng hạn như kích thước, hình dạng và vị trí của sỏi trong đường tiết niệu. Các triệu chứng cũng có thể rất là rõ ràng hoặc là mơ hồ. Có những trường hợp bệnh nhân đến khám phát hiện sỏi một cách rất là tình cờ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích xem các cái đặc điểm triệu chứng của sỏi đường tiết niệu như thế nào. Cái đặc điểm triệu chứng mà hay gặp nhất đó là triệu chứng về cơn đau quặn thận. Cơn đau quặn thận thì được mô tả đó là nó xuất phát một cách đột ngột, đau dữ dội vùng bụng, vùng thắt lưng, đau lan sau lưng, đau lan xuống dưới vùng bẹn, vùng bộ phận sinh dục. Các triệu chứng khác có thể kèm theo với cơn đau quặn thận đó là triệu chứng buồn nôn, triệu chứng nôn mửa hoặc là triệu chứng đi tiểu có máu, nước tiểu màu hồng hoặc màu đỏ, hoặc là đi tiểu đau, đi tiểu rắt, hoặc là triệu chứng sốt, gai rét run. Đó là những triệu chứng có thể gặp kèm theo với cái cơn đau quặn thận. Theo một số nghiên cứu thì có thể thấy là 75% số trường hợp cơn đau quặn thận hay đi kèm với các rối loạn tiết niệu khác như đái máu, đái đục, đái rắt, đái buốt. Sau cơn đau mà bệnh nhân đái màu hồng hay đái ra máu cục thì rất có giá trị để chẩn đoán nguyên nhân do sỏi. Khoảng 68% các trường hợp cơn đau quặn thận hay đi kèm với các rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, nôn, chướng bụng. Nguyên nhân là kích thích hệ thần kinh thực vật. Các bạn để tìm hiểu, hiểu rõ hơn về các cái rối loạn kèm đi kèm với sỏi đường tiết niệu, các bạn có thể đọc thêm bài viết ở đường link bên dưới. Ngoài cái triệu chứng cơn đau quặn thận thì triệu chứng sỏi đường tiết niệu có thể gặp đó là triệu chứng đau âm ỉ vùng thắt lưng, vùng mạn sườn, hoặc là triệu chứng mỏi vùng lưng. Đó là do những cái viên sỏi không làm tắc nghẽn hoàn toàn hiệu quả thì nó gây nên những cái cơn đau âm ỉ và nó tái phát nhiều lần, nó hay xuất phát ở vùng hạ sườn, vùng thắt lưng. Loại đau này thì cũng có thể gặp ở trong các bệnh lý khác, vì vậy mà chúng ta cần phải làm một số các cái xét nghiệm, ví dụ như xét nghiệm nước tiểu, làm một số cái cận lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh như siêu âm hoặc chụp phim X quang hoặc chụp cắt lớp vi tính để chẩn đoán chính xác cái tình trạng sỏi hoặc là bệnh lý khác kèm theo. Một vấn đề nữa đó là các cái bệnh nhân sỏi đường tiết niệu có thể gặp ở bệnh viện chúng tôi gặp có tới 30% các bệnh nhân sỏi đường tiết niệu không có triệu chứng. Họ chỉ tình cờ phát hiện ra sỏi khi đi khám sức khỏe, đi siêu âm, chụp phim phát hiện hình ảnh sỏi cản quang. Đó là những cái viên sỏi mà nó không gây tắc nghẽn đường bài xuất, hoặc là những viên sỏi hình thành tại niệu quản, nó có gây tắc nghẽn một cách từ từ, nó không gây căng cái bao thận, nó không gây nên cái cơn đau quặn thận. Chúng thường là những viên sỏi không triệu chứng và sỏi nhỏ. Đôi khi cũng là những viên sỏi kích thước lớn nhưng không gây tắc nghẽn hoàn toàn, do đó không gây nên cơn đau. Đặc điểm những cái trường hợp sỏi không triệu chứng này mà nếu như không được phát hiện sớm thì có thể gây nên giảm chức năng thận rất là nhiều và gây hỏng thận. Một số bệnh lý khác mà có thể chẩn đoán nhầm với sỏi đường tiết niệu mà các bác sĩ lâm sàng chúng tôi hay gặp và phải chẩn đoán loại trừ cho người bệnh, đó là trong các cơn đau quặn thận thì cần phải chẩn đoán với bệnh lý như tắc ruột, bệnh lý sỏi đường mật, bệnh lý sỏi tụy, bệnh lý viêm tụy cấp,
Nếu cơn đau bụng về phía hố chậu phả thường gặp trong sỏi niệu quản phải khoảng 1/3 dưới nơi niệu quản bị 1/3 giữa dưới nơi niệu quản bị gấp khúc, có sốt nhẹ, nôn hoặc buồn nôn thì cần lưu ý đến bệnh của ruột thừa. Đau vùng hố chậu phải còn có thể gặp trong viêm đại tràng, nhất là viêm đại tràng có thắt. Ở phụ nữ thì có thể do viêm phần phụ hoặc u buồng trứng, hoặc cũng có thể trở ngoài tử cung, đặc biệt là với những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có quan hệ tình dục không dùng biện pháp tránh thai, chúng ta phải loại trừ. Các triệu chứng và dấu hiệu có thể gợi ý chẩn đoán khác, chẳng hạn như viêm phúc mạc, ví dụ do viêm ruột thừa hoặc trở ngoài tử cung hoặc nhiễm khuẩn vùng chậu. Thì đặc điểm cơn đau thường là đau liên tục và bệnh nhân nằm yên, do đau sẽ tăng lên khi cử động. Bệnh nhân thường có cảm ứng phúc mạc phản ứng thành bụng hoặc co cứng thành bụng. Viêm túi mật thì bệnh nhân thường sẽ có cơn đau dữ dội ở vùng thượng vị hoặc vùng mạn sườn bên phải, kèm theo có dấu hiệu điểm đau túi mật. Với trường hợp tắc ruột, chúng ta cũng phải loại trừ, đó là bệnh nhân sẽ đau bụng dữ dội kèm theo nôn, buồn nôn, nhưng đau thường là cả hai bên và không khu trú ở vùng thắt lưng hay dọc theo đường đi của niệu quản. Chúng ta cũng cần phải chẩn đoán phân biệt với viêm tụy. Trong viêm tụy thì có thể gây đau bụng vùng trên, vùng thượng vị và kèm theo nôn, nhưng đặc điểm đau thường liên tục và có thể ở cả hai bên và thường không đau dọc thắt lưng hoặc niệu quản. Đó là những cái bệnh lý mà chúng ta có thể chẩn đoán nhầm với sỏi đường tiết niệu. Trên đây là một số cái chia sẻ phân tích về cái triệu chứng của sỏi đường tiết niệu đó mà chúng ta cần phải nắm được để có những cái kiến thức chẩn đoán sớm, xử lý sớm về sỏi đường tiết niệu.